Hôm nay á cũng là dịp chúng ta học nhau ở nơi đây, tuy là nhỏ bé nhưng mà ấm cúng. Thứ nhất là xin chúc mừng tân trưởng nhóm giới trẻ cô Bê. Và cũng xin cảm ơn hùng trưởng nhóm đã bao nhiêu phải vất vả cựu trưởng nhóm mà vất vả từ khi thành lập nhóm tới giờ, năm chìm bảy nổi chín lên đên cho nên chúng ta thêm một tràng pháo tay. Và đây là huy hiệu trưởng nhóm, xin được chào. Cảm ơn anh trưởng. Có gì bỏ qua nhá. Người chơi chắc nhiều. Trời ơi, ông chẳng ghê. Nghĩ gấp đến đây là chấm dứt.